Thưa quý vị, tiến sĩ bác sĩ Hoàng Quốc Cường, con trai của đương kim Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, vừa được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa trao quyết định cho bác sĩ Cường trên cương vị nhiệm vụ mới, với mong muốn bác sĩ Cường sẽ có những cống hiến cho lĩnh vực y tế dự phòng, đào tạo nhân lực y tế, hợp tác quốc tế và các lĩnh vực khác được phân công. Vâng, được biết là con trai của Bộ trưởng Bộ Y tế năm nay 37 tuổi, còn Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ còn một vài tháng nữa là sẽ nghỉ hưu sau hai nhiệm kỳ trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Y tế. Bác sĩ Hoàng Quốc Cường năm nay 37 tuổi, thành thạo hai ngoại ngữ Anh và Pháp. Sau khi tốt nghiệp đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2000 đến năm 2006, bác sĩ Hoàng Quốc Cường học thạc sĩ tại Đại học Bắc Đô Bordeaux của Pháp từ năm 2007 đến năm 2009. Từ năm 2011 đến năm 2016, bác sĩ Hoàng Quốc Cường học tiến sĩ tại đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford Open University của Anh. Bác sĩ Cường thì có một 11 bài báo quốc tế và nhiều bài nghiên cứu trong nước liên quan đến bệnh truyền nhiễm, dịch tễ học, y tế dự phòng, có phần đưa ra những chính sách trong công tác phòng chống bệnh tật, nâng cao sức khỏe của người dân. Vâng, trước đó, chiều 4 tháng 7 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Theo quyết định số 1296 ngày 21 tháng 6 năm 2019 về công tác nhân sự, Bộ Chính trị bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, giữ chức trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.